Bạn đã từng biết đến câu nói tương lai nằm trong chính lòng bàn tay bạn. Trong lòng bàn tay của mỗi người đều có vô số những đường chỉ tay. Có lẽ chính vì vậy nên không mấy ai dành thời gian để quan sát hết những đường chỉ tay đó. Tuy nhiên, theo nhiều người, lòng bàn tay có hình một chữ cái nào đó cho biết người này có tiềm năng hơn người. Mỗi đường chỉ tay, mỗi ngã rẽ đều có một ý nghĩa rất riêng mà không phải ai cũng biết được. Đường chỉ tay chính trong chiêm tinh học là một trong bốn đường chỉ tay chính dự đoán về một người về cơ bản. Nó tiết lộ về các mối quan hệ cũng như cảm xúc của bạn. Thậm chí nó còn cho thấy nhiều điều về một người không quen biết. Nếu không có đường chỉ tay chính thì một người sẽ được cho là người vô tâm vì thường không tỏ ra yêu thương, tiếc nuối điều gì, đồng thời người này luôn đánh giá bản thân là cao nhất. Đường chỉ tay chính đứt đoạn cho thấy sự hay thay đổi cảm xúc. Bởi vậy, nó quan trọng đến mức cho biết rất nhiều về các mối quan hệ trong quá khứ của bạn. Hãy dành một phút để nhìn vào bàn tay của mình thật kỹ. Nếu thấy hình chữ V ở cuối đường chỉ tay chính, bạn sẽ bất ngờ về điều mà đặc điểm này tiết lộ về mình. Người ta tin rằng chữ V trong lòng bàn tay là dấu hiệu của công việc kinh doanh hoặc sự phát triển cá nhân chưa hoàn thành. Những người sở hữu hình chữ V trong lòng bàn tay thường gặp may mắn, thành công và kiếm được khá nhiều tiền. Không những sở hữu khối tài sản khổng lồ, họ còn may mắn làm quen được với rất nhiều người tốt trong cuộc đời. Những người này thường tìm được những người bạn đáng tin cậy và ủng hộ họ hết lòng. Tuy nhiên, không phải tất cả những người có hình chữ V trong lòng bàn tay đều tạo ra được danh tiếng tốt trong xã hội này. Tuy may mắn, nhưng cuộc sống của bạn ban đầu sẽ gặp không ít khó khăn và phải mãi đến năm 30 tuổi mới đổi đời được. Hy vọng những kiến thức trên có thể giúp bạn tự xem chỉ tay cho chính mình và những người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé!